Dạ, đây em này tự tay em hàng nha cả nhà. Một cái vườn mét 2 và 2 mét. Đây thì vườn có 4 bánh xe để di chuyển được. Đó. 4 bánh xe di động. Hai cái vườn thì hiện tại trạm em đang cần 40 cái như thế này. Thì coi như em cũng cảm ơn chị Tâm Cẩm đã khai đào em hai cái đầu tiên. Cái này cao hơn cái này nghe cả nhà. Một cái là để cho chó lớn lên được, một cái cho chó nhỏ cỡ này lên được nè. Đó. Thì coi như một giò một nửa lớn nửa nhỏ. Dạ thì em làm một cái cao một cái thấp để cho cả nhà coi. Đây thì chất liệu của vườn thì nó cũng em sử dụng toàn là V4 dày nha. Tất cả là V4 dày hết. Dạ. Bánh xe di động và bề mặt của nó là dùng tôn lỗ dày. Con này dày nha. Đó, tôn lỗ này thì sức nặng của nó là cỡ ba người như em vậy đó. Em cũng gần 300 kg á. Nó sức nặng của nó cỡ đó thì mấy đứa đứng lên cỡ đó, nó chơi không là coi nha. 2 4 6 8 10 đứa đứng chơi á. Khoái lắm. Đó, đây có mấy em đủ rồi. Bên đây là em có tắm đó nè, lên cái không cho đủ rồi nha. Đó, mới cần một mới về cho mấy đứa khác nữa. Nè, cái này là di động nha. Thì em có thể di chuyển một số vườn này sang một bên nào đó cho mấy đứa nó ngồi, nó vẫn ngồi bình thường. Em di chuyển để em xịt rửa. Thì một lần nữa em cũng xin quý mạnh thường quân trong và ngoài nước để ủng hộ cho em. Có động lực em làm nha. Này cảm ơn chị Tâm Cẩm một lần nữa hỗ trợ khai đau em đầu tiên hai cái. Dạ. Còn một số mạnh thường quân nữa thì có ủng hộ em 10 cái và 15 cái nữa. Là sẽ tương lai là sẽ có 25 cái nữa. Dạ. Em đang vô thuốc tụi nó đỡ hết rồi nè. Thời gian nữa tụi nó đẹp đẽ rồi. Mấy vườn trời vậy đó.